người hói người ta cũng đẹp trai, hói thông minh, hói giàu có, hói giỏi giang, nói chung là hói đủ thứ cái tiêu chuẩn gọi là tốt hết trơn á ha. Dạ. Thôi. Ủa. Trời. Nghe gì không? Dạ, em xin chào mọi người, em xin chào anh Quyền Linh chào và em. Chị Cát Tường và chào bạn gái bên kia. Em tên là Lê Đức Trung, hiện tại là em 24 tuổi và em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Quê gốc của em là ở quê Thái Bình. Em làm gì? Nhân viên y tế ạ. Y tế? Dạ vâng. Ủa nhưng mà nhân viên y tế tức là em là bác sĩ, y tá? Em là y sĩ ạ. Mình làm việc ở đâu em? Em làm việc ở Di An, Bình Dương chị ạ. Rồi, mời em dạ. Gái giới thiệu. À, xin chào mọi người trong trường quay, chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh cùng bạn trai bên kia. À, em tên là Hồng Nhung, năm nay em 22 tuổi, hiện em đang là nhân viên bán hàng tại showroom bán hàng thời trang chuyên về mông góp. Thì em đang sống ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh và quê của em là ở Tiền Giang. Cũng hơi xa nhau đó, bạn trai nhắm là mình sẽ hẹn hò như thế nào đây? À, nếu mà trong cái thời gian mà mình hẹn hò ấy, thì có thể là mình tranh thủ vào cuối tuần hoặc là những cái nào ngày lễ là nghỉ. Cuối tuần thì cũng có thể, tại vì cuối tuần thì em cũng được nghỉ, em không ngại vấn đề đi xa. Anh thấy đó, giờ các cặp vợ chồng với nhau thường ít ai ở chung xã, chung huyện lắm quý vị. Khi nào ở chung tỉnh luôn, thậm chí tỉnh này lấy tỉnh kia, ở đây lấy nước ngoài, ngoài lấy Việt Nam, cái chuyện nó không sao cả. Vấn đề chúng ta có yêu nhau hay không thôi ha, tình yêu đủ lớn hay không thôi. Rồi. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Tính tình của em là vui vẻ, em có thể truyền cảm hứng vui vẻ cho những người xung quanh. Cũng biết nấu ăn, cũng có biết hát một chút, cũng biết thêu thùa may vá và có thể lo lắng được cho gia đình. Về khuyết điểm của em thì nhiều khi em cũng hơi thẳng tính, với lại có chút nóng tính mà đôi lúc mình không có kiềm chế được bản thân mình á. Rồi, bạn trai bên kia, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm là em biết nấu ăn ạ. Làm việc nhà thì em cũng biết làm. Trong công việc thì em là một người làm việc tới nơi tới chốn. Em không bỏ dở việc giữa giang, giữa chừng. Em cũng có sở thích như là trồng cây hoặc là trồng hoa lan. Em ở Bình Dương với ai? Hiện tại thì ở Bình Dương thì em đang sinh sống với lại anh chị em. Về tình trường, em gái có bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình chính thức thì em cũng chưa có quen ai hết. Tại vì đi học xong rồi em ra đi làm luôn á. Cái công việc của em á, nó không có thể nào mà ra ngoài tiếp xúc được với nhiều mối quan hệ, cũng như gặp nhiều bạn trai khác á, nên em cũng chưa có tìm hiểu được ai. Nhưng mà 22 tuổi thì cũng còn khá trẻ. Dạ, nếu như rồi. Em nghĩ hôm nay mà mình tìm được một người bạn trai đó, thì theo như cái kế hoạch của em thì tới bao nhiêu tuổi thì em sẽ kết hôn? Em thì không có kế hoạch cụ thể lắm. Nếu mà hai trái tim chúng ta rung động với nhau thì có thể là 1 năm, 2 năm hoặc là xa hơn cũng được. Đó, mình phải hỏi cái đó. Nhiều khi mình muốn tìm hiểu thì mình dạ. Chưa có muốn kết hôn, thì nhiều khi anh bên kia anh muốn rồi thì tội ảnh, dạ, hỏi thì... luôn. Dạ. Rồi, mời bạn trai bên kia, mình thì tình trường sao? Dạ, tình trường của em thì hiện tại thì em có một mối tình chính thức. Đó là từ thời em học cấp 3. Là mối tình kéo dài được khoảng tầm 3 năm ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nói về hiện tại đi. Dạ. Bạn gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả bạn? Em thì cũng không có tiêu chuẩn gì cao lắm. Bạn em là không hút thuốc, không uống rượu bia nhiều, không gia trưởng. Em thì không thích bạn em có bụng bia hay là bị hói hay gì đó. Đến mức độ anh Quyền Linh thì được. Có anh được hả? Dạ. Anh mà hói là anh ban qua liền vậy đó. Dạ, chào anh. Là dễ thương. Ha. Mấy người hói người ta cũng dễ thương lắm chứ Phụ. Dạ. Lý do gì em không có cảm tình với người hói là sao? Cảm thấy không thích lắm thôi chứ. Bây giờ không thí dụ là... em lấy ông chồng nó về. Xong rồi á, lúc đầu chưa hói. Về em đi, ông quá thời gian, con cái, cơ máu, gạo, tiền. Ông suy nghĩ quá, ông hỏi ông là em bỏ ông. Dạ không phải, đó chỉ là tiêu chuẩn nhất thời thôi anh. Đó không phải là khẳng định. Khi mà mình đã thích, đã thương thật sự rồi thì người đó có như thế nào thì mình vẫn thương đúng người rồi. Đó thôi. Người hói dạ. Dễ thương lắm. Người hói người ta cũng đẹp trai, hói thông minh, hói giàu có, hói giỏi giang. Nói chung là hói đủ thứ, cái tiêu chuẩn gọi là tốt hết trơn á ha. Dạ. Thôi, bây giờ là em tưởng tượng anh chàng bên đây thế nào? Là một người nghe cũng có vẻ là chững chạc và cũng có vẻ hiền. Đúng rồi, hiền. Dạ. Hiền lắm, mà có thể là em lanh hơn ảnh luôn đó. Thôi được rồi đó, cô bên đây xinh lắm, anh chịu đàn gái rồi đó. Dạ cảm ơn anh. Nó nếu như dạ. Mà trường hợp mà sử dụng lấy nhau á, thời gian quen biết thì anh xuống đây anh chăm sóc em. Dạ. Nhưng mà khi mình tính tới kết hôn đó thì em phải về Bình Dương em sống, em đồng ý không? Dạ thì em vẫn đang sống xa nhà nên là em vẫn đồng ý. Ở đâu dạ. Miễn có công việc làm, dạ, có người yêu thương cho mình là được ha. Dạ đúng rồi, rồi vậy tôi yên tâm. Dạ chào chị. Rồi chào em. Bên dạ. Đây bạn gái dễ thương, bạn trai cũng rất là dễ thương luôn. Có cái điều gì mà em thật sự em không có thích ở người bạn gái không? Em không thích giả dối đâu ạ.
bạn gái là có một cuộc hẹn với lại bạn khác, ví dụ như là bạn học cùng hoặc là bạn chơi cùng, muốn đi chơi thì phải nói rõ như mình. Khi mà em gọi điện hoặc là nhắn tin thì có thể là nghe, khi cảm giác yêu thì sợ mất đối phương ấy chị. Nên là em rất là sợ nói dối. Dạ anh yên tâm, em là người rất thẳng thắn. Như vậy em có vẻ cũng là hơi ghen đúng không? Cũng hơi thôi ạ, tại vì yêu là phải ghen thôi ạ. Dạ. Mà ghen đúng nha, đừng ghen bóng ngang gió hoài là mệt người mệt mình nữa. Dạ. Em định hướng là em sẽ ở lập nghiệp ở trong này luôn hay là có định sau này về quê không em? Dạ định hướng của em là em làm việc và sống ở trong này luôn ạ. Thì hiện tại thì em cũng cố gắng tích góp thì xây một ngôi nhà đó thì cũng có thể là đón ba mẹ em vào đây ở chung. À thì dạ. Tốt quá. Kế hoạch thì em muốn bao lâu nữa thì mình yên bề gia thất? Khoảng tầm 1 đến 2 năm nữa. 1, 2 năm. Hai bạn này trẻ nhưng mà khi mà trò chuyện thì Tường có cảm giác là hai bạn rất là chín chắn trong suy nghĩ. Nhưng mà em trai em có cái hình mẫu lý tưởng bạn gái của mình không? Cao 1m55 trở lên, cân đối dễ nhìn hoặc là có một nụ cười duyên. Cười duyên hả? Dạ, nụ cười kia tươi lắm đó. Em không biết là có duyên hay không nữa. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân nha. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ, hôm nay thì em đi với một chị bạn đồng nghiệp của em. Em chào chị. Chào anh Quỳnh Linh. Chào, em. Chào chị Cát Tường và chào các bạn trong trường quay. Em tên là Hải Oanh. Nãy giờ thì nghe hai bạn trao đổi, chia sẻ với nhau thì cũng thấy là hai bạn cũng khá là vui tính nè, dễ thương. Chị mong là trong thời gian tới thì hai em sẽ là một cặp đôi tiếp theo mà chương trình ghép cặp thành công ha. Chị cảm ơn. Em đi với anh trai. Dạ hôm nay em đi với lại chị gái em và hai chị đồng nghiệp. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường ạ. Yeah. Chào quý vị khán giả trong trường quay và quý vị đang xem đài. Chào em. Bạn gái bên này thì trẻ trung này, xinh đẹp, năng động. Chị thấy thì chị ok đó. Nếu như được thì hai em cho nhau cơ hội tìm hiểu. Cảm ơn chị. Bây giờ là thời gian hai bạn gặp gỡ nhau nha. Yeah. Nào, mở rào. Dạ, em chào anh ạ. Nãy giờ sau bước đem hoa thì không biết là những gì mà anh nghe về giọng nói của em thì anh có liên tưởng đến em hay không? Thực ra thì anh cũng tưởng tượng được một đôi phần rồi. Nhưng mà khi mà gặp em thì anh thấy em rất là xinh đẹp. Và kèm theo đó là dạ, có anh. Một nụ cười rất là duyên. Anh cảm rất là thích. Anh. Được bao nhiêu phần trăm trong tưởng tượng của anh nhỉ? Nói về mà tính cách hay là con người á, thì em có cái tính cách thẳng tính, có một số nhược điểm cũng giống như anh. Anh có thể là anh hơi nóng tính. Nóng tính nhất của anh là đến mức độ nào anh? Ngày trước khi mà anh còn đi học ra thì cái tính nó hơi nông nổi á. Sau khi mà rèn luyện và làm việc có lẽ là anh điềm đạm hơn. Thì em nghĩ anh học y thì chắc chắn là anh cũng sẽ có một chút điềm đạm hơn em rồi. Thì đôi khi em cũng vậy, như có một chút tính con nít ở trong nó. Không biết là anh có chịu đựng được hay không? Cái đó thì thực ra anh nghĩ là con gái mà điệu đà hoặc là trẻ con nhõng nhẽo, anh nghĩ là anh có thể là đã chiều được cái tính đó của em. Dạ. Nếu mà trong cái thời gian mà quen nhau á thì em có thể dành bao nhiêu thời gian? Em với anh đều có thể luân phiên sắp xếp thời gian. Thì đúng rồi, đó là phù hợp cho hai người. Anh mong rằng chúng ta sẽ dành nhiều thời gian cho nhau hơn thì không không bất kể một ngày nào đó cả. Nghĩa là lúc nào mà em cần anh thì anh sẵn sàng anh có mặt. Thì em cũng rất hy vọng điều đó. Bây giờ tôi thấy hai bạn bây giờ nói chuyện rất là hợp đó. Bây giờ thử cái này coi nó hợp không nha. Dạ. Hai mình tìm bài nào hát chung thử coi được không? Em hát được bài Điều Anh Muốn Nói không? Anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời. Anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó. Nhưng anh sẽ hứa anh yêu em thật nhiều. Yêu em không cần lý do. Hãy cứ để anh sống với những mong chờ. Muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh. Anh yêu em chỉ vậy thôi. Người ta là... tiêu tiền cái bài song ca rồi tự nhiên ông vừa hỏi ta sao ông hát luôn vậy đó. Nhưng mà tôi khoái vậy nè. Nãy chị coi cái rèm á, em ngồi khòng cái lưng chị không có thấy cái tướng em đẹp. Em đứng lên cho người ta thấy cái body em đẹp chút coi. Đó, đẹp không em? Dạ đẹp. Đó, giờ em test kiểm tra coi anh có đủ sức khỏe không. Đó, em rồi em cảm nhận chị? Em, chị biết mà, chị biết gu em mà đó, em cứ kiểm tra đi. Dạ em thấy là hợp với em á chị. Hợp ý đúng không? Thoải mái đi em. Thoải mái đi. Dạ anh học y thì chắc em nghĩ là sức khỏe anh cũng tốt rồi chị. Ổn rồi phải không? Dạ. Đó, bây giờ hai người nắm tay nhau. Đẹp đôi quá mà. Không thể song ca được với anh nhưng mà em cũng có một vài câu hát để hát tặng anh. Tự nhiên bối rối quá. Bối rối quá hả? Mặt trời kia dù ở đâu
dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, anh rằng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em lại được ở bên anh. Bây giờ chúng ta suy nghĩ cho thật kỹ trong vòng 15 giây để xem cái người đối diện thế nào. Sau đó chúng ta sẽ nói những cái gì mà ta đang suy nghĩ tận đáy lòng của mình nha. Vậy cái nhìn đầu tiên á, ấn tượng của em cũng đối với anh rất là tốt, em cũng rất là thích. Em hy vọng á, là chúng ta cho nhau một cơ hội để tìm hiểu sâu hơn, để biết được rằng chúng ta có thể đi về lâu về dài với nhau hay không. Nếu mà em có ý như thế thì anh cũng không thể nào mà từ chối được, mà anh cũng... Nếu em có ý như thế thì anh không mời từ chối được. Nghe sao chứ, em phải nói lên ý của em chứ. Nếu quay không có ý gì hết thì em sẽ nói gì? Thực ra thì anh thấy em rất là xinh đẹp và có một anh. Cái cá tính rất là có thể là mạnh mẽ, nhưng mà trong đó thì không thể thiếu được cái phần nữ tính. Bấy lâu nay thì anh cũng đang thiếu người mà lo chở lắng cho anh. Anh mong rằng là em sẽ có thể bù đắp lại cho anh cái nó. Đó, hay nói quá. Vậy mới được chứ. Vâng, em hy vọng em sẽ làm tốt điều đó. Nói hay thế, tự nhiên nếu em như thế thì anh cũng đồng ý. Rồi thôi được rồi, câu gì hay lắm rồi. Nha, để tay nút bấm đi. Có thể là hai con tim đã cùng chung nhịp đập từ nãy giờ rồi đấy. Một người rất là hiền lành, một người cũng rất là mạnh mẽ. Chúng ta bổ sung cho nhau rất nhiều đó nha. Chuẩn bị, 3 tiếng đếm sẽ quyết định điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Và em nào, nắm tay nhau. Hãy chăm sóc y tế cho cô ấy thật tốt nha. Dạ. Hai bạn ấy hợp đôi lắm. Cái gì đây? Dạ, tay nghe. Ủa? Rồi em đeo nghe, em nghe nhịp tim của cổ giùm cho anh, giùm cho chị giờ coi cổ khỏe không? Nãy giờ em, sao? Em có thể cảm nhận trái tim anh được không? Ủa? Trời ơi. Nghe gì không? Dạ có rồi, trái tim anh đập rất là nhanh ạ. Em có thể cho anh được bày tỏ cái tình cảm của anh với em được không? Dạ được ạ. Không, người ta rất là ngọt ngào, sâu lắng, nụ hôn nó cũng tự nhiên. Xin chào mặt nam kế bên. Con tên là Nguyễn Thị Tuyết Hương. Con sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện con đang là nhân viên văn phòng. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay con 26 tuổi. Rồi, xin mời nhà trai ạ. Xin chào tất cả quý vị và xin chào anh Quỳnh Linh. Và xin chào chị Hồng Vân và bạn gái bên cạnh. Mình tên là Nguyễn Mạnh Thắng, đến từ Ninh Bình. Hiện tại thì đang ở Hà Nội, công việc là kiến trúc sư. Thêm một việc phụ nữa là mua bán ô tô nữa. Dạ. Mua bán ô tô hả em? Dạ, dạ, ô tô. Thì ô tô đấy, mua bán xe ô tô hơi, là... Xe hơi. Chào em. Dạ, chào chị. Sao có cần ngồi hai người bàn với nhau về ô tô không? Có. Đây là con nghiện nha, chị giới thiệu cho em biết con nghiện ô tô đây ngồi kế bên em đó. Bởi chị phóng qua đây sớm là vì lý do đó. Dạ. Là bây giờ em ở ngoài Hà Nội hả? Dạ, em ở Hà Nội. Nhưng mà công trình em làm kiến trúc sư thì công trình có hay có ở Sài Gòn không, hay là chỉ có lòng vòng ở Hà Nội thôi? Thỉnh thoảng thôi, nếu mà công, nhưng mà kiến trúc thì bây giờ em ít làm hơn, em chủ yếu làm ô tô nhiều hơn rồi. Làm ô tô nhiều hơn. Và có hay vô Sài Gòn không? Có, vô suốt ạ. Ờ, vô suốt đi chứ. Bây giờ người ta là sống và lớn lên ở Sài Gòn đây nè. À vâng, thế không quan trọng ạ. Có thể ở luôn được mà. Ở luôn được đúng không? Đó, vậy cho yên tâm. Dạ. Để điểm mạnh, điểm yếu thế nào nói với bà mối nghe đi kìa. Cho nói lớn cho bạn bên đây nghe nữa. Dạ, điểm mạnh của em thì là vẽ đẹp và thích kinh doanh về ô tô và nói chung là những cái đồ điện tử là cũng thích. Giao lưu bạn bè, gặp gỡ nhiều. Và thích đi du lịch thì em đi nhiều lắm. Có những lúc mà tùy hứng đi, có khi xách xe chạy từ đây ra Hà Nội hoặc là từ Hà Nội vô đây. Hay quá nhỉ. Còn em có điểm yếu gì không? Điểm yếu thì nghiện smartphone, tức là rảnh ra cái là không... Là cầm smartphone lên. Tại chưa có ai thôi, nếu có thì chắc không nghiện đâu. Mời nhà gái. Dạ, ưu điểm của con là con sống vui vẻ, hòa đồng. Con biết nấu ăn, con khéo tay, con sống tình cảm. Khuyết điểm mình có cái nhược điểm gì không? Con ít nói, con sống hướng nội. Sống hướng nội, cái đó đâu có phải là nhược điểm đâu.
ít nói cũng không phải là nhược điểm luôn. Cái nhược điểm ghiền smartphone thì có thể là nhược điểm đó, đúng không? Mình có ghiền không? Dạ không, con không có ghiền điện thoại. Vậy hả? Như vậy là bên nữ tôi không có điểm xấu nha, nhà trai ơi. Rồi vậy là bây giờ nói, nếu mà nói về chuyện tình yêu á, thì mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ trước giờ con chưa có yêu ai hết. Chưa yêu ai luôn á hả? Dạ. Trời ơi, cô gái tinh khôi của tôi, thêm một người đã xuất hiện rồi. Trời ơi, nhà trai ơi, bạn có bị áp lực hay không? Trời ơi, cười sung sướng cười. Rồi như vậy còn mình thì sao nè? Em thì cũng trải qua mấy mối tình rồi. Gần nhất là cũng năm 2015 ấy, là cũng cả hai gia đình hai bên cũng gặp nhau, cũng sắp cưới đến nơi rồi. Nhưng mà thì bạn gái lại đi du học rồi này kia, thế đâm ra là... Lại thôi. Ừ. Rồi, mối tình tiếp theo? Mối tình tiếp theo thì một bạn gái cũng ở trong Sài Gòn này, cũng chỉ được hơn một năm thôi, kiểu cứ hay bị bạn gái là hay bị vương vấn đến người yêu cũ, thế đâm ra là nó lại cứ, thôi và xảy ra nhiều cái vấn đề khúc mắc là thôi. Như vậy thì cái mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Cái gu của em đó, cái gu của em thì nói... là con gái thì phải trắng trẻo một chút, hiền lành và năng động một chút, tức là giao tiếp rồi các thứ. Thì em thì cũng hay đi nhiều, hoặc là có thể là gặp gỡ bạn bè này kia, thì nhưng mà cũng giao tiếp khéo một chút là được. Dạ, cũng chào chú Quyền Linh. Rồi, chào con, cô gái xinh đẹp ha. Trời ơi, vậy mà không có người yêu tôi không tin luôn á. Tại môi trường của con là nữ, hồi trước con đi học á, thì lo tập trung học. Rồi sau này con đi làm là môi trường con là nữ. Môi trường con, gì? Dạ con làm trong hệ thống liên trường ngoại ngữ ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì con chỉ tiếp xúc với lại học trò nhỏ và phụ huynh thôi, và các cô nữ, cái cô đồng nghiệp nữ. Nên là con ít có cơ hội mà gặp gỡ bạn nam. À. Bên đây anh này ảnh cũng lớn hơn con một số tuổi đó. Con có ngại gì không? Dạ lớn hơn nhiều tuổi, vài tuổi. Thì cũng không sao. Thì con cũng muốn quen một người mà chín chắn. Chín chắn đúng không? Anh này chín chắn rồi, làm ăn kinh doanh này kia rồi ha. Nói chung cũng không có lớn hơn, có một thôi. Một con giáp thôi, không có gì hết. Em thích một cái mẫu người lý tưởng như thế nào? Về ngoại hình á, thì con thích một người cao khoảng 1m7. Dạ, khuôn mặt thì nhìn phúc hậu, ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ. Tính cách, con thích một người ấm áp, chung thủy, trung thực và đáng tin cậy. Có được bao nhiêu phần trăm? Chắc cũng được 70-80%. 70-80%. Rồi, hôm nay con đi với ai? Dạ, hôm nay con đi với các cô và chú của con ạ. Mời đại diện gia đình nhà gái à. Thì hôm nay đi thì có đây là ba cô ruột của Tuyết Hương với lại là chú. Dạ. Rồi, bây giờ cô cho ý kiến đi nào. Hương ơi, cô nhận thấy thì bạn trai bên đây thì cũng có khuôn mặt thì dễ nhìn, vui vẻ. Mà cô thấy là công việc thì ổn định. Thì cô thấy là hai đứa được đến đây thì xem như là một cái duyên. Nếu mà mình cho người cơ hội cũng chính là cho mình một cơ hội. Thì nếu mà được thì các con có thể là hẹn hò với nhau. Nhưng mà cô, ở đây các cô cũng mong là khi mà đến với nhau thì hãy đến bằng thật cái tấm lòng của mình và hãy trân quý đối phương. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn nhà gái. Nhà trai đi với ai? Hôm trước thì có hẹn bạn đi cùng nhưng mà có việc đột xuất. Bởi vì em bay từ Hà Nội vô đây, thế nên ra là hôm nay bạn đột xuất không đi được, thế là em chỉ đi có mình. Rồi không sao, có mọi người ủng hộ bạn ha. Dạ. Nào mở rào. Dạ chào anh, có món quà gửi anh. Dạ, anh chị. Cảm ơn. Tặng cái gì để mình mở ra cho mở ra đi cưng, mở ra giới thiệu đi. Luôn đi. Bộ váy tặng. Dạ cảm ơn ạ. Đâu con, dạ. Con mở ra xem có đúng thử coi cái, nào gọi là đúng cái sở thích rồi cái kiểu dáng mình thích hay không đó. Con nhắm cái size này con mặc vừa không? Vừa đúng không? Dạ size này là size S. Dạ cái bộ váy rất là đẹp. Cảm ơn anh. Mở quà của bạn gái đi. Hôm nay đến đây em có quà nhỏ dành cho anh. Cái cà vạt. Sao hai người này có cái gì nó rất là bluetooth với nhau nha. Đúng rồi. Bộ váy thì giống như bộ váy cưới vậy đó. Còn cái cà vạt thì để ấy bộ vest chú rể. Đeo thử luôn đi. Em có biết, con có biết gài cà vạt không? Lâu lắm rồi không thích. Không, chắc bé hỏi với Hương này, con có biết không? Dạ con chưa có học thắt cà vạt. Thì con hy vọng là hôm nay con tặng cho anh. Thì con cần cơ hội để lần khác con sẽ thắt cho anh. Lâu lắm rồi không thắt. Trời, nó hợp với cái quần quá. Cái màu nó hợp quá. Ồ, không nhớ chắc quên tắt rồi. Tắt sai rồi. Không sao đâu.
cứ cho nó ấy ở đấy, cho nó dấu nhấn em ơi, không cần thiết phải đúng hay sai, chỉ cần biết là nó hợp là được rồi, kệ nó đi. Ngược. Rồi đây cứ để này cho chị, cứ như này cho chị. Có còn hơn không? Bây giờ có thể hát giao lưu một bài. Đó. À, hôm nay đến với chương trình thì con có chuẩn bị một bài hát dành tặng cho anh. Nếu thời gian có quay trở lại, ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi, em sẽ vẫn bước về phía ấy, phía tấm rèm buông khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi. Gọi em người xinh đẹp ơi, hãy cứ gọi em như xưa anh vẫn gọi. Nếu không gian có quay trở lại, đêm có nên vàng, đêm sắc hoa tươi, em sẽ vẫn đợi khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng. Lặng nghe lời dịu dàng anh nói, anh yêu em rất nhiều. Ngay chỗ đó là để nhắc ra, ngay chỗ đó là đúng luôn á. Chàng trai đáp lại đi. Thế thôi, xin ta tặng chương trình và anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và bạn gái một bài hát, một đoạn thôi, một đoạn okay. Của bài Sông Đắk Đông Mùa Xuân Về. Đó. Giao lưu ánh mắt về kia coi. Chim cơ tia bay tới, nghiêng cánh chào Đắk Đông. Bờ làng khoe sắc thắm, gió đưa hương đôi bờ. Tây Nguyên ta uống nương, một nguồn nương cách mạng, một nguồn nương Bác Hồ. Ê, hey! Ta gọi mùa xuân tới cho tiếng ca rộn vang, ta gọi mùa xuân tới cho tiếng chiêng rộn ràng. Ta nghe trong lòng núi bước chân Trường Sơn của đoàn quân giải phóng mang mùa xuân chiến thắng. Đắk Đông ơi, Tây Nguyên ơi. Cái cặp này á, hình như là không ai dám nhìn ai. Mà nay để hát người chào cờ. Rồi thôi về vị trí đi nào. Mình cảm nhận về nhau. Rồi ví dụ như là công việc của anh thì nói chung là anh đi nhiều lắm, đi xa, nhiều khi là bạn gái có thể thông cảm được hay không, nhưng khi đi xa rồi lại nghĩ này kia thì nó cũng phiền phức. Cái thời gian đi làm em làm luôn cả cuối tuần. Cái thời gian mà em nghỉ thì mọi người thì đi làm, còn cái thời gian mọi người nghỉ ngơi thì em đi làm. Cho nên là cái múi giờ của em nó cũng không có giống mọi người. Nếu mà hẹn hò thì cũng cái thời gian của em là em chỉ nghỉ vào thứ sáu thôi. Tức là trong tuần là chỉ có thường thường là chỉ thứ sáu thôi, còn các ngày khác là đa số là bận rồi. Dạ em đều đi làm về trễ ạ. Tất nhiên thì cái việc hẹn hò đi làm thì mình hẹn hò sau giờ làm cũng không vấn đề gì. Chúng ta quan điểm về hôn nhân như là thế nào? Hai bạn nói cho nhau nghe đi. Còn ví dụ như là cuộc sống, nếu mà em muốn gia đình, người chồng sau này thì theo em thì như nào là phù hợp cho em nhất? Em thích một người mà quan tâm và chia sẻ lẫn nhau, lắng nghe, có sự có trách nhiệm. Dạ. Em muốn tìm một người có bờ vai vững chắc, vì em sống thiên về tình cảm á, nên là cần một người quan tâm và quán xuyến gia đình. Bây giờ em có 30 giây để có thể nói một cái điều gì đó từ trong đáy lòng của mình với bên nhà gái, rồi sau đó mình tiến hành bấm nút thôi, tùy em muốn nói gì nói. Nói chung là gặp nhau là cái duyên, còn mình có thể là ví dụ hẹn hò tìm hiểu thêm, còn cái việc nếu có cái duyên tới được nữa thì là mình đi xa hơn. Hết thời gian. Bây giờ mình bấm nút nha. Chúng ta để tay vào nút bấm. Làm cái... Bấm hay không là quyền của các bạn. Bấm là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Nào, hãy hướng về phía trước. Quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Đã bấm. Chúc mừng. Đó. Hãy nắm tay nhau. Đó, được rồi. Cũng hợp lý đó hả? Hợp lý chứ.
Tôi xin phép em luôn đi, đặt nụ hôn đầu tiên. Ôi dồi ôi, áp lực quá, áp lực quá cơ. Em gái à, sao con xúc động vậy? Nói cái cảm xúc mình lúc này coi. Cô với kia cũng khóc luôn rồi. Con sống thiếu tình thương từ nhỏ. Là hôm nay con đi với các cô với chú, con đi với các cô và chú con. Thì khi con nghe anh nói như vậy thì con cảm thấy cảm động. Con thấy anh là một bờ vai vững chắc không? Một sự ấm áp không? Con có cảm nhận điều đó không? Dạ, tay ấm. Ấm nha. Giới thiệu về mình. Con tên Hồ Hoàng Lộc, 27 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Con làm nhân viên ngân hàng. Nhân viên làm cái gì, khâu gì? Dạ khâu giấy tờ chú. Khâu giấy tờ mà làm cái ghê vậy? Dạ. Khâu giấy tờ là gì vậy, đi làm luôn hả? Dạ hả. Cái này là hôm nay con xin off chú. À xin off hả? Tưởng dạ. Tưởng đi làm ngân hàng làm giấy tờ mà làm cái ghê vậy? Dạ. Thì vô chắc hết làm giấy tờ luôn á. Bộ bên đó thấy ghê lắm hả? Làm thấy ghê lắm. Để coi bên đây như thế nào nha. Mời bạn nữ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và chào tất cả mọi người đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Phạm Minh Tú, năm nay em 25 tuổi. Quê quán của em là ở Bà Rịa Vũng Tàu. Công việc hiện tại của em là nhân viên phòng thí nghiệm của công ty Infla, chuyên sản xuất về bột mì. Bây giờ mình có ưu điểm khuyết điểm gì nè Lộc? Dạ ưu điểm của con là hiền lành, nhiệt tình, ga lăng. Hiền lành, dạ. Nhiệt tình, dạ. Ga lăng, dạ. Mặc bộ đồ này vô hiền dữ rồi nha. Rồi điểm yếu gì nữa Lộc? Điểm yếu của con là quá nhiệt tình và hơi nóng tính một chút chút. Nóng không? Dạ. Ngồi vô đừng nóng nha. Dạ. Nóng là có chuyện đó nha. Thôi. À, nóng là có chuyện đó nha. Trời ơi, bên kia căng thẳng quá vậy. Dạ. Đồ này là nóng là có chuyện đó nha. Wow. Wow. Ngon vô. Ngon vô đây. Chào em. Dạ chào chị. Dạ thôi chị không dám qua. Dạ. Yeah. Rồi. Là cay tôi nay hơi bị ngon rồi nha. Em sợ quá. Đừng có bước qua tới cửa nha, xin phép đàng hoàng nha. Dạ không dám qua. Nóng có chuyện à? Dạ. Tới công chuyện luôn á. Bộ đồ đó mà nóng nữa là mệt nữa. Rồi nhà trai tôi vậy đó, hiền lành nhút nhát, lâu lâu nóng là có chuyện. Rồi sao? Nhà gái sao nè? Bây giờ nhà gái sao nè? Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì nè? Dạ ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng, dễ thích nghi với môi trường mới. À rồi. Sở trường là em thích đi du lịch. Du lịch ha? Dạ, đi Đà Lạt là thích chụp hình sống ảo. Bên kia là ga lăng lắm, là đi du lịch chung là chụp hình cho bạn gái thôi. Sống ảo không bằng bên kia đâu. Bên nó ảo dữ luôn á, ảo tới luôn á. Rồi, bây giờ mình có mấy mối tình nè? Dạ, em có 3 mối tình. 3 mối rồi hả? Dạ. Khá dữ ha. Mối thứ nhất dài không? Dạ không, nói chung là tất cả đều vài tháng thôi. Quen lác đác cho vui vậy thôi ha. Vài tháng thôi ha. Dạ. Nhưng mà lý do sao mà chia tay luôn 3 mối đó vậy? Dạ em là đạo công giáo à, nên là em gặp mấy bạn thành công an không à, nên là... Rồi được rồi, hiểu rồi ha. Mấy mối? Dạ 3 mối chú. Vậy nó cũng dữ quá. 3 mối vậy hả? Dạ. Mối dài lâu nhất là dạ, nhiêu? Học cấp 3 chú. À mấy năm? Dạ 1 năm. Mối thứ hai mấy năm? Mối thứ hai là 1 tháng chứ. Mối đó dài quá ha. Dạ. 1 tháng rồi quen nhau làm gì? Quen nhau nhưng mà không hợp tính nhau chứ. Có tới công chuyện luôn không? Dạ không. Rồi mối thứ ba? Mối thứ ba y chang mối thứ hai luôn chứ. Cũng 1 tháng nữa? Dạ đúng rồi. Nên nó quen làm những mối tình 1 tháng hay gì đó. Chắc nóng lắm hả? Dạ. Có cãi nhau không? Có chút nhưng mà không có đụng chạm tay chân. Mai mà không đụng tay chân đó, đụng là mệt luôn. Dạ. Rồi đó. Rồi bên mỗi bên 3 mối rồi đó. Rồi, bây giờ hỏi nhà gái coi yêu cầu sao nè. Mình 3 mối rồi, giờ tới mối thứ 4 mình muốn làm sao nè. Dạ em muốn tìm một người chín chắn trong suy nghĩ, có công việc ổn định. Để nhét nó vô giữa kỳ quá vậy. Ga lăng, nhiệt tình và nhường nhịn, hiểu được phụ nữ và kiềm chế bản thân. Bên chúng đó chị thấy mặc bộ đồ đó chị không biết có kiềm chế được hay không nha. Bộ đồ đó nó cũng hơi mệt lắm đó. Nhưng mà bên đó là có ga lăng. Em nghe căng quá chị ơi. Ừ, rất là ga lăng. Nói với chị là, nói với chú Quyền Linh là ga lăng lắm. Có cái điều gì mà em không thích ở đàn ông không? Dạ, hút thuốc.
Hút thuốc hả? Để chị hỏi. Gia trưởng. Gia trưởng hả? Để gì nữa? Vũ phu. Vũ phu. Rồi, để chị hỏi. Dạ, chính thức qua chào chàng trai. Dạ. Nãy giờ chị không dám qua. Chị nhìn em chị cũng hơi sợ. Dạ. Nhưng mà chị nghĩ, chị nghĩ là những người mà mặc lên mình bộ đồ này á, thì họ sẽ họ đã được học cái gọi là cái kiềm chế bản thân rất là nhiều. Kiềm thôi chứ nóng lên có chuyện là tới có chuyện luôn. Thì đừng ghẹo cho người ta nóng. Đừng có ghẹo cho nó nóng nha. Muốn không nóng mặc đồ mát mẻ chút, mặc đồ này nó nóng lắm. Dạ, cái này chương trình kia em mặc cho chị. Dạ. Chương trình kia em mặc. Dạ. Ngõ nào kêu. Đứa nào. Chương trình ngõ nào kêu mặc. Đứa nào kêu. Em không biết nữa chị. Chị xuống chị xử liền đó. Em định mặc áo sơ mi nhưng mà chương trình kêu em mặc áo này. Con chuyện gài hàng ta hả? Vậy kêu người ta mặc đồ này chơi gì mấy chị? Nhưng mà thường ngày đi làm có mặc đồ này không? Để không chú. Đi đâu có mặc đồ này? Dạ đi tập. Đi tập mới mặc đúng không? Dạ. Rồi được. Nhưng mà mặc đồ này thấy cũng chưa cứng cáp luôn á. Dạ. Nóng tính dữ không? Dạ không. Nóng tính nếu dụ như mà cãi nhau thì xong con bỏ đi thôi. Có khi nào mà mình vận dụng những cái môn võ mà mình học, những cái thế đòn mà mình học để mà mình xử lý cái việc ở ngoài đời chưa? Dạ chưa. Chưa bao giờ. Dạ chưa. Hả? Nhưng mà em có hình dung ra được một ngày nào đó em sẽ vận dụng những cái này để em bắt cướp chẳng hạn, hay là giúp người khác chẳng hạn. Dạ. Có chưa? Có hình dung được. Em suy nghĩ rồi. Tức là đã sẵn sàng cái việc dạ. đó đúng không? Dạ, đúng. Vậy thì tốt quá. Dạ. Con chị cũng học võ. Dạ. Ừ. Bữa nào kêu con thi đấu với chú? Vô lộ mèo không à? Không đánh được một đòn nào. Bữa nào lộ mèo. Con của con thi đấu với chú chơi. Ok không? Chú. Nha. Tối nay con trở lên luôn. Khách đấu luôn. Nè. Bây giờ vừa mở màn lên chơi vài đòn liền. Đúng. Dạ. Mình biểu diễn nha. Liền. Biểu diễn liền nha. Dạ. Cho một đàn trai khí thế coi. Tới công chuyện luôn. Dạ. Ha. Được không? Bây giờ mình thích bạn gái làm sao nè? Dạ, thích bạn gái là hiền lành, biết kính trên nhường dưới, yêu thương động vật ạ. Ở nhà có nuôi con gì không? Dạ có, em nuôi vẹt. Nuôi vẹt với chó. À. Nuôi vẹt với con chó. Đem theo con heo. Tụi con đó chú. Tuổi của ông ta, linh vật của ông ta. Tuổi này phải, nếu tuổi con cũng phải nuôi con heo này luôn chứ. Đúng không? Rồi. Rồi có gì mà không thích không? À, không thích bạn gái hay nói nhiều á. Càm ràm á. Nói nhiều. Và mà. Phải chung thủy. Con không thích cũng được con ơi. Bản tính là nói nhiều con ơi. Không hay thích càm ràm lắm. Có hút thuốc không? Dạ không. Có nhậu nhẹt không? Nhậu nhẹt ví dụ như uống 1-2 ly uống còn không thôi. Dạ. Bên đây không hút thuốc rồi nhậu nhẹt 1-2 ly uống thôi. Có bên gia đây... trưởng không? Dạ không. Không luôn. Quá khứ rồi chị. Quá khứ. Hồi đó gia trưởng đúng không hả? Dạ, hồi đó lúc hồi cấp 3 chị thì kiểu như em bị giống tính ba em á. Hay gia trưởng nhưng mà giờ hết rồi. Đừng nói xấu ba nha. Đúng. Ba nghe mệt lắm mà. Xin đi năn nỉ mấy ảnh cắt chỗ này đi chứ để ba nghe đó, năn nỉ đi. Bây giờ mình không thích điều gì của đàn ông? Ghét nhất cái gì, tật gì? Dạ hút thuốc. Hút thuốc rồi, kia không hút thuốc rồi. Hút thuốc gia trưởng người ta không thích. Không có luôn. Khỏe rồi ha. Dạ. Chừng nào lấy chồng được nè? Năm sau nữa. Năm sau có thể năm sau nữa đúng không? Rồi nếu mà tới á là năm sau. Đúng, giờ còn mấy tháng nữa tới rồi. À còn không hiểu nhau thêm năm nữa cũng được. Còn 6 tháng nữa tới năm nhà sau. Nhà gái rồi. Tôi mở rộng cửa luôn. Đúng. Ủa nhà gái tôi là sao? Bên nhà gái bên đây mở rộng cửa. Bây giờ mình hỏi người thân người ta đi. Vậy đi. Ừ. Nhiệm vụ mình là hết rồi đó. Đi với ai? Dạ em đi với mẹ của em ngồi dưới. À dạ. Mẹ mặc áo về vàng nổi quá ha. Chào. Kia dễ thương. Dạ. Tôi là mẹ của cháu Hồ Hoàng Lộc. Đâu có. Hôm nay tôi tới chương trình này, tôi rất là vui bởi vì chương trình này là đem rất là nhiều gọi như là niềm vui hạnh phúc cho các cháu. Thì nhân đây thì tôi cũng các cháu thì hồi nãy là cũng nói hết những cái ưu điểm và nhược điểm rồi. Thì như cháu gái bên đây thì tôi thấy là cháu rất là dễ thương, rất là xinh. À, cô rất là thích cháu thì cũng mong cho hai cháu là bấm nút để có cơ hội hẹn hò. Tôi xin hết ạ. Dạ, trời ơi, nhà gái chịu rồi đó, giờ còn nhà trai, ý nhà trai chịu rồi đó, còn buồn ngủ hả? Còn nhà gái sao nè, đi với ai? Dạ đi với hai dì và ba người bạn thân của em ạ. Có gì nữa? Chị xin chào MC Quyền Linh. Dạ, xin chào MC Ngọc Lan. Dạ. Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và tất cả mọi người có mặt trong trường quay hôm nay. Chị là dì của cháu Phạm Minh Tú. Hôm nay chị đến chương trình cũng vui lắm. Lần đầu tiên đến nghe nó hồi hộp mà nó sự sáng giờ nghe nó rung rung hồi hộp. Mà vô đây thấy cô chú vui tánh, thành ra mình cũng bớt bớt cái rung đi.
Theo chị thấy nãy giờ là cháu Lộc này nhìn ngoại hình cũng dễ coi dễ nhìn, dạ. Thấy cũng hiền lành, dạ, thấy cũng cô. Dễ thương, cũng hoạt bát. Thôi giờ mình để cho thuận theo tự nhiên cho hai cháu nó tìm hiểu với nhau, dạ. Rồi chị xin hết, xin cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn gì. Lộc nó hiền lành lắm nhưng mà cần bảo vệ, nó có bộ đồ bảo vệ liền thôi. Đúng không? Thấy dạ. Là chắc chắn rồi. Bây giờ là cháu của dì khỏi phải lo. Chuẩn bị chưa? Sẵn sàng chưa? Dạ, chị rồi. Mở rào là mình biết mình phải làm gì rồi, đúng dạ, không? Dạ, rồi. Mở rào. Mở liền. Đây, mở biểu diễn cái là đưa con dạ. Heo tới liền. Đấm đá gì cũng được. Đúng rồi. Dạ. Xong đưa con heo qua luôn nha. Dạ. Biểu diễn cho ấn tượng với là nhà gái coi. Dạ. Hết hồn chưa? Bắt đầu. Vô. Qua bên kia đưa trước mặt người ta kìa. Nhiều vô. Biểu diễn dạ. nhiều vô trước mặt người ta chứ đâu phải biểu diễn cho đây coi. Biểu diễn cho nhà gái thôi. Dạ, dạ, dạ. Trước mặt người ta đó. Vô. Tới luôn nữa, hai ba cái nữa. Có nhiêu đó hả? Dạ. Ủa học lâu chưa? Dạ học 2 năm. 2 năm có nhiêu đó hả? Dạ. Thêm hai ba cái nữa coi. Nhào lộn đồ không? Cứ bay lên đá cặp cổ đồ. Dạ chưa, em chưa học tới. Giờ cháu quẩy đồ á. Bây giờ làm lại gần gần nó nhiều vô cho bạn gái thấy, gái mới nể chứ. Dạ. Bắt đầu. Đúng rồi đó. Dạ. Thấy chưa? Bây giờ mình lộn mới đứng mình làm một hơi luôn chứ nó đúng. Liên khúc luôn. Dạ. Mình làm một lèo, mình lộn một cái cái mình vô thế cái mình. Đúng rồi, cho nó liên dạ. hoàn cước luôn nào. 2, 3, chơi. Đó. Thôi. Dạ. Ghê chưa? Đúng rồi, hôm qua mình làm y chang vậy luôn. Ê, đưa con heo trước đi rồi tới dạ. ngày sau. Em có mà anh tặng cho em. À, em cảm ơn anh, em cũng có món quà tặng cho anh. Chưa còn nữa, nhà trai tới hai món nữa. Dạ, cứ cầm một con. Anh cứ, anh có làm bánh không anh? Cái này là anh làm thôi. Đúng rồi, anh tự làm. Được chưa? Em cảm ơn anh. Cái nhà trai tôi nể nhà trai tôi chưa? Dạ, biết học võ mà còn biết làm bánh nữa. Thôi, nó vừa làm bánh vừa học võ đó. Có gì đây? Dạ. Dạ, kẹo sô-cô-la. Dạ, anh mở ra, anh ăn thử. Ăn thử đi, ăn thử đi. Để về nhà ăn em. Không, ăn thử, người ta mời ăn liền luôn. Dạ. Ăn tôi ké chứ. Dạ. Thôi đi. Trời, người ta mời ăn làm liền chứ. Buồn ngủ quá, hay nói vậy cơ hội chứ. Dạ. Gì đây? Kẹo. Con trước thì của con trước, chú dạ, mới dạ. dám ké chứ. Chú cho con chú hai cục nha. Dạ, dạ, được chú. Chú còn hai đứa nhỏ. Dạ, được chú. Trong đó có một lá thư. Lá thư. Đúng rồi. Anh ăn kẹo đi rồi anh okay. Anh đọc cái thiệp đó cũng được. Rung. Dạ. Ăn cục cho chung cục đúng không? Dạ. Hồi cho hai đứa con gái chú hai cục nữa. Dạ được chú. Dạ được. Nhà tội nghiệp nó có sô la. Dạ. MC hay xin đồ ăn nhất luôn á. Đó. Đừng có rung, bình tĩnh. Có chú đây đừng có lo. Dạ. Mình mặc đồ võ mình phải cứng cáp lên nha. Dạ. Nãy biểu diễn là nhà gái là ok rồi đó. Nhà gái có mẹ và dì bạn gái là dạ. ủng hộ con rồi đó. Giờ mình mở ra nè ha. Cứ ăn đi chú đọc phụ cho. Để không lẽ lấy hai cục sô-cô-la không làm dạ. Vạn hạt mưa rơi, không hạt nào là nhầm chỗ. Vạn người ta gặp, không người nào là ngẫu nhiên. Có sự sắp xếp của dạ. Thượng Đế dạ. Bữa nay mới gặp Lộc đó dạ. Ăn hết đi. Dạ, xong rồi chú. Xong rồi hả? Dạ, xong rồi. Làm cục nữa không? Dạ không, vậy được rồi chứ. Thôi vậy chú ăn nha. Dạ, dạ. Rồi, tiến hành bên kia đi. Cho anh nắm tay em nhé. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Em cảm ơn. Em cũng có một bài hát muốn gửi tặng cho anh. Wow. Nhưng mà hơi rung thì không sao, cứ hát đi. Nào. Nhà hôm tôi nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót nên đã tặng. Trên tay em cầm một đóa hoa tu cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Em có mang chiếc radio cùng bài nhạc chờ em anh nhé.
sẽ đến bên anh và nói. Em xin hết ạ. À. Nói gì lát coi sẽ nói gì luôn. Nói anh yêu em. Dễ thương quá rồi. Bắt đầu đó, mình giao lưu văn nghệ ha, biểu diễn nghệ võ thuật này kia xong hết rồi. Bây giờ bắt đầu mình vô công chuyện nha. Dạ. Mà bây giờ là hỏi coi em cảm nhận anh thế nào. Em cảm nhận anh như thế nào? Em cũng thấy anh là một người thật thà. Cũng điềm đạm mà biết làm bánh với lại học võ sao nó cứ ngược ngược nhau anh. Không, lúc nhào bột là người ta vận dụng nội công, khí công ở trong đó người ta mới nhào được cục bột, chứ không thôi là phải dùng máy rồi. Coi như là tề gia nội trợ luôn. Đúng. Dạ. Ở ngoài là bảo vệ bạn gái là ga lăng tới bến luôn, về nhà là như một người nội trợ luôn. Thấy ngon không? Đâu phải người đàn ông nào cũng làm được điều đó đâu. Tao quýnh vỏ tao không làm bánh. Tao làm bánh tao không quýnh vỏ. Còn này vừa quýnh bò vỏ vừa làm bánh luôn. Văn vỏ song toàn. Hồi nãy anh có nói là anh có nuôi thú cưng là vẹt với lại chó. Ừ. Anh nuôi chó gì vậy? Anh nuôi chó, chó ta. Thì nuôi vậy như chó cỏ chứ không có cho nó vô nhà đúng không? Có cho vô nhà em. À cho vô nhà. Em hơi ngại lông chó. À. Em ngại lông chó về cạo lông hết chó. À, không. Nuôi miếng chó không có lông đi. Chuyển qua nuôi cái con mèo gì mà nó không có lông á. Mèo chịu lông. À, ừ. Con mèo gì á, con mèo Anh Quốc phải không? Ừ đúng rồi. Mèo nhìn mặn kỳ lắm. Ngại chó thì không sao. Bây giờ mình nữa mình làm cái nhà chuồng chó đó mình để ngoài cũng được đúng không? Dạ được chú. Được, nhà trai làm được. Anh đô của anh mấy lon? Đô của anh hả? Chắc 5-6 lon vậy đó em. 5-6 lon hả? Không, chừng nửa thùng đổ lại là được rồi. Anh có hay đi nhậu không? Không em, anh ít đi nhậu lắm. Vậy cuối tuần anh rảnh anh làm cái gì? Ví dụ như anh đi học nhạc nè. Anh đi tập võ với bạn bè nè. Anh học nhạc là học đàn, học hát hay là... Anh học hát em. Cái đó là đam mê hay là anh có cái mục tiêu gì khác cho cái việc? Anh đam mê nhạc với lại võ. Nhà anh là ở Sài Gòn luôn. Đúng rồi. Ở quận mấy anh? Mình ở quận, anh ở quận Thủ Đức. Thủ Đức, dạ. Hằng công việc anh hành chính hả? Đúng rồi, anh làm từ thứ hai thứ sáu. Hai thứ sáu, thứ bảy chủ nhật được nghỉ. Được nghỉ. Em thì ở Bà Rịa Vũng Tàu. Đó là từ Sài Gòn chắc chỗ anh xuống với em chắc mất 3 tiếng hả? Làm gì dữ vậy? 2 tiếng rưỡi. Đi xe máy chú chứ đi xe. Hai tiếng rưỡi là cùng. Leo lên xe, giường nằm ngủ giấc tới. Mà quận Thủ Đức thì đi đó gần hơn nữa. À dạ. Ừ. Công việc của em á là đi làm ca. Ca 8 tiếng cũng là, em có làm ca đêm nữa. Anh có ngại cái việc mà em làm ca đêm không? Anh không ngại chuyện đó. Thì em chỉ được nghỉ thứ bảy thôi. Thì nếu mà được thì chỉ có thứ bảy anh xuống anh okay. Đi chơi. Cho anh địa chỉ đi, anh tới liền. Anh có thích đi du lịch không? Anh thích. Anh thích biển hay thích núi? Anh thích biển. Ở Vũng Tàu thì vừa có biển vừa có núi luôn. Mình về đó hợp lý. Tiện thì đô đường. Dạ. Anh có câu hỏi gì muốn hỏi em không? Tại vì anh có một cái câu hỏi là ví dụ như em đạo Công giáo đúng không? Đúng rồi. Anh đạo Phật thì em có ngại vấn đề đó không? Đạo ai nấy giữ. Dạ, cái vấn đề đó thì bây giờ nó cũng dễ, nó không có khó như xưa. Đúng rồi, mai mốt tùy biết đâu tình yêu đủ thăng hoa, mình bàn với nhau chuyện đó. Quan trọng hai đứa có thương nhau hay không thôi. Hỏi tiếp còn gì nữa. Anh thấy em dễ thương và xinh lắm. Em cảm ơn. Em làm ở Bà Rịa Vũng Tàu luôn em? Đúng rồi, em làm ở Phú Mỹ á. À. Để ví dụ cưới nhau thì anh về Sài Gòn ở Vũng Tàu. Ví dụ như mà cưới nhau á, mình sẽ ở Sài Gòn hay Vũng Tàu em? Em thích Sài Gòn. Ngon vô. Anh cũng thích Sài Gòn lắm. Em thích tối đi vòng Sài Gòn á, ngắm đèn rất là đẹp. Để cái gì anh chở em đi. Hỏi em có chịu về làm dâu nhà anh không? Thích trai đầu lòng, gái đầu lòng. Ví dụ như mà mình cưới nhau rồi, sinh em bé thì em thích con trai hay con gái đầu lòng? Con nào cũng là con, em nghĩ vậy. Quan điểm của anh giống em. Em có chịu về làm dâu nhà anh không? Hỏi. Em có làm dâu được không? Em có làm dâu được không em? Em nghĩ là thời đại bây giờ hiện đại mà với lại mẹ chồng nàng dâu thì nó cũng không có khó như ngày xưa nữa. Nên là cái vấn đề đó cũng ok, không có gì hết. Vậy mình cưới nhau đi nha. Vậy mình cưới nhau nha em.
hôn nhân là chuyện không phải của hai đứa không mà của gia đình hai đúng bên rồi. Nữa nên là mình cái gì cũng phải có thời gian tìm hiểu để từ từ. Ai xuống hỏi câu đó vậy? Là chú Linh. Chú Linh xuống hả? Dạ. Múc đựng suối suối gì nữa cứ đổi thừa chết luôn. Không sao, để chú lo con. Dạ. Ha, con rất là dễ thương. Đây nè, nhà trai tôi dễ thương lắm nha. Nhà trai tôi thật thà, chất phác, dễ thương. Thấy không? Ga lăng đủ hết trơn á. Mà gọi là văn võ song toàn rồi đó. Bây giờ vậy nè. Bây giờ con cảm nhận cái người đối diện đó đó. Dạ. Mình có thích không? Dạ thích. Thích ha. Dạ. Bây giờ tôi hỏi nhà gái. Thấy nhà trai thì sao? Dạ. Thích không? Hai người thích ha. Bây giờ nè, hai bạn bước ra đây, mình nói cái gì mà mình suy nghĩ nha. Mình thích người ta làm sao, mình nói cho người ta nghe để mình thuyết phục người ta bấm nút đó. Rồi, bấm tay vô. Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên. Ai mà thích nhau mà nắm cái tay kiểu gì kỳ cục gì. Dạ, nó nắm nó còn nhỏ, nó chưa biết. Trời, nó ba mối tình rồi. Nó ba mà, ba mối có một tháng thôi mà. Chắc nó nhìn nhau quẹt mỏ thôi mà. Rồi. Em là cái nhìn đầu tiên rồi đó. Thì nói lại nè, nói lớn lên cho người ta nghe. Nói lớn. Anh thích anh từ, anh thích em từ cái nhìn đầu tiên rồi đó. Anh có thoải mái đừng có rung. Bàn tay em sao? Bàn tay em mềm mại. Anh sẽ bảo vệ em. Để cho anh nắm cuối cuộc đời nghe. Anh sẽ bảo vệ em đến hết cuộc đời này. Em có đồng ý không? Em có đồng ý làm người yêu anh không? Người yêu anh. Ok. Thấy sao bé? Dạ, thấy bạn cũng chân thành, nhiệt tình. Tinh thần đó. Thiệt thà lắm. Dạ. Thiệt thà lắm. Bạn rung mà, em thấy bạn rung lắm. Có thể là bạn không có kinh nghiệm trong vấn đề ăn nói mà. Thôi. Dạ. Mẹ, bạn ấy rất là phúc hậu luôn. Mà gì cũng dễ thương nữa. Ha. Thôi hai đứa mà thấy được đó, cho nhau cơ hội. Người lớn sẽ hỗ trợ hai đứa nha. Dạ chú. Được không Lộc? Được rồi chú. Nha. Dạ. Mốt mà đi chơi với bạn gái mặc đồ này ai cũng sợ, không dám đụng với bạn gái. Dạ. Không sợ. Dạ. Rồi dễ thương lắm. Thì nó dễ thương. Không nhận chị có con trai dễ thương quá trời quá đất luôn. Rồi ok, về ghế ngồi đi. Dạ. Được rồi đó. Nãy giờ mình nói chuyện thôi ha. Bây giờ mình quyết định nè. Mình cho nhau cơ hội hay không là do các bạn. Em mà xét đi. Quyết định được hay không là cũng do các bạn. Nếu thấy được đúng như gì mình suy nghĩ, đây là một nửa yêu thương của mình, để mình tìm hiểu, mình tiến xa hơn thì bấm ngay cái nút đó, đừng chờ đợi. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Vô luôn. Chúc mừng. Đang tay vào, đang tay vào. Đúng rồi. Hai đứa nó dễ thương quá trời quá đất luôn vậy đó. Mẹ thấy sao mẹ? Quá đẹp đôi luôn, gì thấy được không gì? Được luôn. Cả nhà mình thấy được không? Rồi, chúc cho hai đứa sẽ sớm tìm hiểu nhau, nhớ chăm sóc lẫn nhau, liên lạc nhau nha. Dạ. Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức với lại Bà Rịa Vũng Tàu không có xa đâu. Dạ. Yêu nhau nó còn gần hơn nữa. Dạ. Liên lạc và cố gắng gọi là nói chuyện thật nhiều để hiểu nhau nhiều hơn nha. Dạ. Chúc hai đứa hạnh phúc ha. Dạ. Rồi.